Rồi. Rồi. Máy bắn đá nằm xuống cái góc 6 giờ không còn gì. Xe phóng lửa sẽ ăn nốt Inferno một tia. Và Superwick phía dưới đại bàng đi vô. Thuật sĩ và hỏa cầu trong trận đánh mở hàng. Chế độ khó bây giờ nó đã giảm trang bị tướng, chỉ còn có 15 cho thường và 21 cho quý hiếm rồi các bạn nhé. Rồi, à, hai bên hông luôn à. Ôi xài, đẹp thế nhờ. Này Gaku đánh combo này để leo rank huyền thoại đấy. À, anh em bảo lâu lắm rồi mới thấy Navi nên hôm nay có để làm luôn. Cảm ơn Tiến Lâm đẹp trai lên bông nha. Mình có xem rất nhiều. Thả like, thả tim, chia sẻ thế nào các bạn. Cố vũ cái cho anh em Navi đánh phấn khởi nào. Rồi. Một phát cuồng nộ ở đây cho đội quân của cô. Một em Superwick chạy ngoài ta. Rồi bơm tiếp hai thuật sĩ nữa. Thuật sĩ bơm từ từ thôi, không vội đâu. Wow, sử dụng kinh động đất và bóng đá và mở đường toang hoác cho Superwick và thuật sĩ nó đi. Hay thật. Hay hay hay. Vẫn đang còn hai siêu công thành binh ở bên này nữa. Ăn được đại bàng nè. Cái combo này thì có lẽ nó sẽ mất thời gian. Vâng, xếp đầu tư kỹ năng đây là hot và tăng tốc. Lục luôn ạ. Đúng rồi. Hai phá tường, một bình đóng băng xử lý xuống cái đám này. Vâng, xài luôn cái tăng tốc ở đâu. Vâng, tăng tốc vứt ra cỏ. Ha, chấp tăng tốc. Đẹp quá nhờ. Là gì đấy? Không sợ đâu, không sợ đâu. Hỏa cầu thì chắc chắn rồi. Combo bài đánh này mà. Ok luôn. Rồi đấy. Ổn áp quá. Xài cái động đất xong một góc hướng 6 giờ. Tốt luôn sếp ơi. Tiếp tục thuật sĩ đang chạy cánh ở phía bên này. Superwick chạy vòng phía dưới lên. Đầu thứ hai siêu công thành binh mở lối cho bạn ấy. Trại mình có mặt ở góc 6 giờ. À 9 giờ. Đội quân đang đi lên dần đều. Và bỏ xa cục khu nhà chính ra. Rồi. Kinh đánh uy có mặt rồi. Ý rồi. Navi. Vâng, Idol Star vẫn xài cái bộ rồng luôn ạ. Úi dồi ôi, kinh động đất sút bóng hay. Nhưng kinh đã bị Queen xử lý. Oh, oh no. Hay thật nhờ. Thủ Ice Golem cầm chân khét đấy. Rồi luôn. Bạn vẫn đang còn một binh nhảy chỗ Inferno một kia. Ba thuật sĩ vẫn chưa bung à. Rồi. Đã bung ba thuật sĩ rồi. Chạy đi vét ở cái góc phía trên. Bùng. Chạy chắc cái nhảy đi bạn. Inferno một kia. Bế luôn quản giáo không. Bế luôn quản giáo rồi. Oh yeah bạn. Rồi champion đã giải kỹ năng hop và tăng tốc. Đỉnh luôn, đỉnh luôn. Đúng rồi, rồi. Quẩy nhất người ở bên đây. Đúng rồi. Em Queen. Em Queen heo. Vẫn đang còn kỹ năng cho Queen nữa. Ok. Vẫn ổn cho sếp rồi. Và thời gian đánh có khi còn nhanh hơn cả khu chứ giỡn à. À không, thế thì chậm hơn rồi. Thế thì chậm hơn rồi. Vừa bằng nhau à. Một ông 1 phút 50 bao lâu? À 2 phút 10. Ok. Quản giáo có mặt ở trong tình huống này nữa. Rồi luôn này. Thế. Hawk dính hai cái Tesla ở phía trên. Super Bowler là một combo quen thuộc của Zata đấy các sếp. Phía dưới.
Bình tĩnh mà quạt xếp nhá. Một mình nhảy. Oh baby, ăn một bóng đen. Nhưng mà không sao, như vậy quản giáo vào phía trong không lo. Như vậy quản giáo vào phía trong nó tự tin hơn. Đúng rồi, hợp lý luôn bạn này. Đúng rồi, vô lần có mặt luôn. Quản giáo không sợ, nhưng mà Hitler đi cùng quản giáo nó mới sợ. Ý tôi là vậy đó bạn. Chứ ai mà không biết thì quản giáo đi bộ thì sợ gì bom đen. Nhưng mà cái con Hitler đi kèm đây này, đó, nó đi bơm cho lính thế này, nó mới là nguy hiểm bạn này. Bật dòng quản giáo tốt cho anh em. Rồi champion vô. Nó 9 giờ xe phóng lửa đang dọn cho khoang hoác rồi. Em lại bàn búc nó luôn. Tốt. Đúng rồi sếp. Phạm buồn ngộ chất chơi đấy. Nhưng mà phải tàng hình cứu anh em cái đã. Cứ bình tĩnh, tàng hình cứu anh em cái đã. Chỉ là nó hơi bị đầu lâu một chút xíu về thời gian. Rồi một xíu nữa đại bác bật nấy. Bùng kỹ năng hót luôn. Được chứ, sợ gì. Hót đông vui nhá. Super Minion vào việc ạ. Úi giời ơi. Xin nhẹ cái bay bạn nhá. 3 sao chuẩn đét luôn đến từ vị trí của Zata. Hi hi. Ôi, bóng đá cho kinh, mũi tên khổng lồ cho Queen. Và như vậy là khiên và gọn giáo. Ok luôn. Chất lượng thật đấy. Phía dưới góc 6 giờ ai sẽ là một tình vô. Để luôn em quyền chặn cùng một quạt tốt cho tình yêu này. Rồi lên bông lên chim luôn. Chết. Đúng rồi. Đồng điện này sẽ căng khét này lẹt đấy. Rồi như vậy là có cả siêu cường hóa luôn. Rồi nhà này đã siêu cường hóa rồi đây này. Rồng chạy vào đi. Rồi câu chiến chạy tưng bừng mà cũng khu phía trong nhân bản ngay chính giữa cực địa chính. Một loạt bom đỏ bung lên. Wow hay. Inferno hạ luôn đi. Không hạ được Inferno nhiều tia, hơi bị căng nha. Không hạ được Inferno nhiều tia thì hơi bị căng nha. Giải này nó có áp dụng chế độ khó chưa anh? Bạn nhìn ở phía trên cái bộ đếm thời gian kìa chết. Nó có ghi mà, ghi tiếng Việt mà. Ngon. Mất thời gian không đây. Một phút mấy nữa. Bên kia thợ xây vẫn sửa được cho Inferno nhiều kia. Bạn còn 2 quả Rocket Balloon. Rồi champion. Oh, liều quá nhở. Nằm luôn rồi bạn. Một em Archer đúng rồi, Archer thả phía trên cái kho này này. Nên ăn hỗ trợ minion ở phía trên thì nó mới ăn được. Đúng rồi sếp. Nên càng được. Không, tớ nghĩ vẫn 3 sao, chỉ có là nó bị mất thời gian thôi. Tớ nghĩ vẫn 3 sao được các bạn, bởi vì rồng còn nhiều lắm. Rồng khỏe mà. Inferno chỉ là nhiều tia nó không sợ lắm. Nhưng bom đen thì sợ đấy. Nhưng bom đen cả Queen thì cũng hơi rén đấy. Rocky luôn vô. Rồi rồi. Ây dồi ôi, quản giáo nằm xuống rồi. Được được, 3 sao được mà. Anh em phải tin các bạn chứ. Balloon và đây là hỏa cầu. Xời, tuyệt vời. Bên kia bạn cũng có ạc này, có siêu cường hóa rồi đây này. Cảm ơn Lê Hải, Hoàng Hải đã lên bông, Hoàng Hiệp lên bông nhé, cảm ơn các sếp nhiều nhá. Một trận đánh hỏa cầu Rocky Balloon đến từ vị trí của Kazuma.
Và sếp sẽ múa ra sao đây? Ố ố dề ố ố dề ố. Hình như đó không phải là hướng mà sếp muốn thả hỏa cầu đâu đúng không? Tớ nghĩ là bạn ấy muốn thả vào phía trong ở chỗ cái pháo đấy đá cơ. Ca này hơi sai sai á. À, như vậy sếp quyết định phải dùng xe phóng gỗ đầu tư cái động đất. Mà thợ xây nó vẫn đang sửa kìa. Xây nó vẫn đang sửa mới căng kìa. Úi dồi ôi, sao nhiều anh em cười tươi thế nhở. Vâng, pha người ta toang toác thế kia mà anh em cười tươi thế nhở. Ấy ai ơi, ôi bom đèn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để xem các sếp sẽ xử lý như thế nào. Tôi nghi khoai thật đấy. Tôi nghi ca đấy là khoai thật đấy. Bởi vì bây giờ làm thế nào để ăn 2 sao đây này, chứ đừng nói 3 sao này. Quay xe được không? Tôi đang lo là trận này 1 sao cơ. Kinh thì có bóng đá và động đất. Họ có cả tăng tốc rồi. Champion bơm cuồng nộ cứu Queen. Nhưng khó rồi. Khó. Quá khó để cứu Queen rồi. Dòng siêu cấp nó thổi cho. Ui có. Khó nhưng mà bạn làm được kìa. Khó nhưng mà bạn làm được không? Vẫn chưa sập nhà chính. Đau đầu thế. Rồi Champion cánh bên kia. Mất Queen rồi. Ui ôi sếp luyện ở đâu mà vỡ đê à sếp ơi. Sếp đang ở chỗ nào? Tỉnh nào đấy? Vỡ đê mà vẫn đang còn ngồi comment bình luận được. Vâng, đúng là người lạc quan nhất livestream đêm nay thật chứ. Sếp đừng có đùa em sếp. Quá khó. Và như vậy là hồi nãy là 10,44 à? Ờ 10,44% anh em chọn Navi chiến thắng. À chọn kiếm khách chiến thắng. 89,56% anh em chọn Navi. Ok luôn. Đứt. Vậy nên sếp nào mà mua vé sự kiện, vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi ở trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 150.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em nhớ bấm vào chữ C trong cửa hàng, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn anh em rất nhiều về điều này nhá. Ô rồng điện đến từ người chơi số 5 của kiếm khách. Rồi. Ok luôn. Xe phóng gỗ bị X-Bow mặt đất nó vụt. Nhắc người thật. Đầu tư tiếp đường điện Balloon vô. Xe đứt xích rồi. Super Minion mặt trả cực khu bên đây. Thật rồng cái. Đúng rồi. Rồng cái cho nó tự tin chứ. Được, bạn còn thoải mái lực lượng. Nhìn đàn rồng lên trên này nó bế vào nhà chính này. Đẹp đẹp luôn. Ui đại bàng nó đang xuống kìa. Đúng rồi. Rồng điện đứng đấy làm thì những bình thường nộn chắc chắn lắm. Bom đen, bom đỏ, có xoáy, Inferno hoạt động tích cực. Đầu tư tiếp cái đóng băng để cứu nào sếp. Rồi trang tiền được đầu tư vào để múc phục vụ nhà chính. Đơn giản thôi, một chiên là xong. Rồi tiếp tục là một pha cuồng nộ. Đầu tư lực lượng anh em nữa, bung hót lên. Đoạn cuối mà có đàn hót như thế này thì đứng bá đạo. Chỉ trò luôn sếp ạ. Ấm êm ngay. 3 sao đẹp cho sếp rồi. Ok luôn sếp, cảm ơn sếp Quốc Dũng, Nguyễn Quyền, Đỗ Tiến Lâm đã lên bông nhá. Vào đây nè. Tuyệt vời nhá. Cái này đánh chắc chắn đấy.
chế độ khó bây giờ người ta đã update giảm sức mạnh của trang bị xuống từng đấy thôi sếp. Nét căng luôn không? Chắc chắn là hỏa cầu đến từ Star rồi. Bây giờ các bạn nên nhớ là chế độ khó thì trang bị quý hiếm nó chỉ là 21 và trang bị thường nó chỉ còn là 15 thôi. Đó. Bay này là cũng thuộc dạng bay cổ đấy chứ không mới đâu. Vấn đề là sếp sẽ xử lý ra sao thôi. Ồ, mô tả nó bắn đến nơi ạ. Vấn đề anh nhích sang đây một chút thì có khi được. Nhích cũng dính. Nhích quả này. Ui ôi, cảm ơn sếp quyền idol lên bông nhá. Cảm ơn sếp nhiều nhá. Chết quá. Như vậy là thanh niên quần giáo ủi một bên. Rồi. Rồi. Máy bắn đá nằm xuống cái góc 6G không còn gì. Xe phóng lửa sẽ ăn nốt Inferno một tia và Super Quick phía dưới đại bàng đi vô. Đây thì nó hợp lý. Rồi vào đây, vào đây. Một bình này có mặt luôn. Ok luôn bạn. Nhận có mặt trong tình huống này. Xe phóng lửa này hoạt động tốt. A chờ bình thường đi. Không, chắc chắn là trong kia sẽ còn những em khác nữa. Được được A chờ. Và Ice Golem. Nhân kinh sử dụng bộ ria và món đá. Queen là nhân bản đấy. Vào đây thêm một bình cuồng nộ nước quẩy cho nó phấn khởi ấy. Rồi đúng rồi. Làm việc sếp. Đấy. Cuồng nộ đã có rồi. Nhưng thanh niên kinh vòng bên kia. Ô kinh không đi với Phượng Hoàng đúng không? Không. Bình tĩnh roi trang toàn bản cứ định bung lên. Hóc cái này thật tốc. Đấy, tác chiến luôn thì kìa. Vẫn 3 sao hay dành cho sếp. Combo này vẫn đang làm trùm đấy anh em nhỉ. Được 10 điểm uy tín luôn bạn ạ. Rồi. Skelly Lalo chế độ khó. Wow. Thật luôn. Lâu lắm rồi mới thấy này. Và để xem Zata có bay nhà không đây. Hồ hồ, lâu lắm rồi mới thấy lại combo Skelly không ạ. Này sếp phải đánh chế độ khó chứ. Dân chơi. Combo cổ chứ giỡn đâu. Nhân bản hợp lý này. Rồi, rồi. Rồi. Bạn vào đây, bạn vào đây. Đầu tư tiếp. Phá tường hai bên cho kinh rồi đó. Kinh một bên mà em Queen đi một bên nữa. Gồng thanh niên kinh để múc roi trang rồi của đôi bạn. Em Queen cũng đã bung kỹ năng nhân bản lên rồi. Như vậy phía sau có thuật sĩ. Skelly Lalo nhưng mà có thuật sĩ hỗ trợ không ạ? Được đấy. Headhunter chạy vào bế Queen. Quản giáo. Vậy chưa luôn. Rồi, coi Cham Viên nó múc được cái này, đá bên này ngon rồi. Queen bị tịch bông, đất nó dã cho người. Bông một tí ạ. Đây vào đây. Bung đời, bung con hóc lên. Lalo bắt đầu giờ mới vô. Ui dồi ôi, một rừng bom đỏ cánh kia luôn. Rồi, để nhiễu Inferno một tia. Bạn còn một pha đóng băng và Inferno nhiều tia nữa. Và liều thợ xây thì vẫn đang sửa. Rồi vào đây, vào đây, vào đây. Bạn ơi, vào đây. Rồi. Rồi. Tới công chuyện rồi. Tưởng là hai like ai ngờ không được rồi. Chín mốt phần trăm. Ok.
Inferno nhiều tia, một mình tớ chấp hết. 92. Vâng, con minion bên kia nó vẫn ăn được. Hai mấy giây. Được không đây? Không, hôm nay một trận thôi. Cảm ơn sếp quyền idol tiếp tục lên bông nhá. Cảm ơn sếp rất nhiều nha. Vâng, hơn 500 anh em cho cái like, cái thả tim thế nào các sếp. Vâng, mới có 21 sếp follow mới à. 91% 2 sao thôi. Rễ cây à. Ây xài, sếp chắc chắn thế. Vâng, để đảm bảo một chiến thắng thì cần phải chắc chắn. Ok luôn sếp. Lùng bơ tương à. Đầu tư lực lượng mà cũng thực sự cho nó một kinh vô múa cũng có lý đấy. Rồi thành một kinh xài được đất luôn cho nó nè. Yo một cược siêu tăng trưởng với cụm khu vực nhà chính. Rồi đúng rồi. Đầu tư tiếp tục phá tường cánh bên này nữa cho sếp. Múa luôn, múa luôn. Động đất tăng sức mạnh giờ hot quá trời. Vào việc luôn, đóng băng nữa. Như vậy sếp quyết định đánh combo này để lấy lợi thế về thời gian. Bởi vì lỡ mà bên kia đánh ít phần trăm cái sai. Super Witch hỏa cầu thì căng rồi. Căng cho Cloud rồi. Hội thành này ăn thẳng luôn. Quá đẹp. Cái hỏa cầu vị trí đấy không chê được luôn. Trời. Ác này cũng có chiêu cường hóa cho phòng thủ đấy. Rồi luôn. Thôi em đen rồi là sao. Phá tiếp một tường nữa cho kinh bô. Trại lính có mặt ở góc 6 giờ. Một bình nhảy ok ở đây à. Cho vô hút vô. Hôm nay quả cố nộ cái kìa. Bình tĩnh anh em ơi. Wow, động đất hợp lý thật sự. Vâng, một mẹo đánh combo thuật sĩ này sử dụng giày động đất hay. Cái đội quân nó vào chạy toang hoác luôn, cũng không phía trong luôn. Đẳng cấp thật. Kiếm khách hôm nay đánh rất khét. Mình xin chúc mừng chiến thắng của các bạn ấy rồi chứ còn gì nữa. Rồi trang tiền bung kỹ năng. Bạn còn càng spell nhiều lắm. Cuồng nộ băng mạng dài tẹt bô luôn. Ui giời. Ba sao quá hay các sếp ạ. Cái combo này bây giờ nó làm mưa làm gió rồi. 10 điểm không có nhưng rồi. Úi trời. Chết cho băng không? Không, thả luôn. Thả luôn cho nó nét. Này. Phải nói kiếm khách hôm nay gặp Navi đánh như lên đồng luôn các bạn. Xịn thật chứ. Ok, 10 điểm dành cho sếp. Xin chúc mừng chiến thắng đến từ kiếm khách. Và phải nói là cái mẹo đánh ở combo thuật sĩ với cả là Super Quick đó chính là sử dụng trang bị động đất rất hay.